Đàn ông khôn ngoan đừng dại lấy vợ già. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Ngẫm Sử Thi. Quý vị thân mến, ông bà ta có câu: chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ là duyên ba đời. Đúng thật, hôn nhân vợ chồng đến với nhau tùy thuộc rất nhiều vào duyên số. Chẳng ai nói trước được vợ hay chồng tương lai của ta sẽ ra sao. Ai cũng mong muốn mình có một cuộc hôn nhân yên bình và hạnh phúc, không quá nặng về vấn đề tuổi tác. Nhưng trong thực tế, sự chênh lệch quá nhiều về tuổi tác cũng ít nhiều ảnh hưởng đến hạnh phúc và tình cảm của hai vợ chồng. Đã có rất nhiều những cặp đôi bỏ ngoài tai mọi dư luận, định kiến của xã hội và gia đình để tiến tới hôn nhân, nhưng sau cùng, chính bản thân lại muốn vùng vẫy, thoát ra khỏi cuộc hôn nhân đó. Chính vì vậy, đàn ông khôn ngoan đừng dại gì mà lấy vợ già. Hãy cùng Ngẫm Sử Thi lắng nghe những câu chuyện sau đây và cùng chiêm nghiệm quý vị nhé. Câu chuyện thứ nhất, vợ già sống bủn xỉn. Tôi năm nay 46 tuổi, đã từng ly hôn vợ cách đây 10 năm. Tôi đã chọn cách độc thân trong suốt thời gian qua, cho đến khi gặp vợ tôi bây giờ. Vợ tôi lớn tuổi hơn tôi tận 15 tuổi. Bà ấy cũng đã có một đời chồng, nhưng chồng mất sớm nên cũng ở vậy bấy nhiêu năm. Vợ tôi là một người phụ nữ chăm chỉ, nhẹ nhàng, biết quan tâm người khác, nên tôi đã động lòng và cả hai đã tiến tới hôn nhân. Lúc mới yêu nhau, vợ chồng tôi khó khăn lắm. Cả hai cùng là công nhân, lương tháng chỉ đủ chi tiêu trong gia đình. Thậm chí có những tháng còn đi bệnh viện nhiều, chúng tôi còn phải vay tiền bạn bè để sống. Không chấp nhận cuộc sống nghèo khổ, tôi rủ một người đồng nghiệp nữa ra ngoài làm kinh doanh. Những năm đầu rất khó khăn do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm nên gặp liên tiếp thất bại. Sau đó, tôi tự học hỏi những người đi trước và ra làm ăn riêng thì lúc đó sự nghiệp mới bắt đầu. Từ một công nhân, tôi trở thành chủ thầu xây dựng. Bây giờ thì kiêm luôn buôn bán bất động sản. Vợ tôi cũng rất năng động và có duyên với đất đai. Mỗi khi gặp khó khăn trong vấn đề làm ăn, tôi luôn bàn bạc với vợ để tìm cách tháo gỡ. Lần nào bà ấy cũng giúp tôi vượt qua khó khăn. Nể sự giỏi giang của vợ nên tôi rất tôn trọng ý kiến của bà ấy và giao toàn bộ tài chính cho vợ giữ. Lúc này tôi luôn tự hào vì có người vợ hơn tuổi, giỏi giang, giàu kinh nghiệm, không để mình phải lo lắng. Không như những ông bạn tôi, lấy vợ trẻ, chạy theo vợ cũng đến mệt. Mấy năm nay kinh tế vợ chồng tôi phất lên nhanh chóng, mỗi năm lợi nhuận thu về hơn 30 tỷ. Nhiều lần tôi bàn với vợ nên mua biệt thự để ở cho thoải mái, nhà có điều kiện sao lại phải sống trong ngôi nhà 2 tầng cũ kỹ mãi. Vợ bảo có nhiều tiền không nên khoe khoang làm gì, con cái biết được bố mẹ giàu sẽ lười biếng đua đòi, khách hàng biết được chúng tôi lắm tiền thì sẽ chèn ép trong các hợp đồng. Những lời vợ nói rất thấu đáo nên tôi không phản đối mà chấp nhận cuộc sống bình dân. Tuần vừa rồi, gia đình tôi về quê chơi. Bố mẹ tôi nói, nhà cũ kỹ quá rồi, muốn sửa lại mà không có tiền. Bố muốn anh em tôi góp vào mỗi người một ít tiền để bố sửa nhà. Tôi bảo, nhà hỏng rồi, sửa lại tốn hơn xây mới. Tốt nhất là đập hết đi để làm lại. Chưa nói xong, tôi đã bị vợ chặn họng. Bà ấy nói, gia đình ai cũng khó khăn. Vợ chồng tôi tuy sống ở thành phố, nhưng thu nhập cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu. Vì thế, nếu bố sửa nhà, chúng tôi chỉ có thể ủng hộ tối đa 50 triệu. Còn thiếu bao nhiêu, các anh chị khác bỏ ra hỗ trợ với bố. Trong khi bố mẹ và các anh chị rất mừng rỡ khi vợ tôi tuyên bố tài trợ một khoản tiền khá lớn đối với họ. Còn tôi thì tái mặt khi vợ cho bố mẹ chồng được chút xíu tiền. Sau đó, tôi đã kéo vợ ra một góc và trách bà ấy keo kiệt, bủn xỉn với nhà chồng. Chúng tôi đâu có nghèo mà vợ luôn phải giả nghèo, giả khổ để làm gì thế? Vợ bảo,
Bía bố mẹ bằng ấy tiền là nhiều lắm rồi. Ông bà già rồi, sống được mấy năm nữa đâu, cần gì nhà đẹp. Bây giờ tôi mới nhận ra con người thật của vợ. Bà ấy rất keo kiệt, bủn xỉn, chỉ muốn nhận mà không muốn cho đi. Với tính cách này của vợ, tôi sợ cả đời này mình làm ra tiền mà không được nếm mùi của việc tiêu tiền. Từ ngày đó, cuộc sống của tôi trở nên tăm tối, bí bách. Ngày trước, khi tôi còn làm chủ tài chính, còn có đồng ra đồng vào, giờ đi đâu xin vợ là bà ấy tra hỏi cặn kẽ, đi đâu, với những ai và làm gì, đưa cho mấy đồng bạc lẻ. Có lần tôi xin đi sinh nhật bạn, ông ấy tổ chức ở quán bia. Mấy anh em lâu không gặp nhau, tôi mới quyết định đi, chứ bình thường tôi cũng chẳng mấy khi đi ra khỏi nhà. Vậy mà bà vợ tôi cho tôi đúng 180.000, còn lại vợ tôi bảo đưa tiền to, sợ tôi phá mất. Vợ tôi lúc này đã gần 60 tuổi, vào độ tuổi mãn kinh nên rất khó tính. Tôi hiểu và thông cảm, nhưng tôi mới ngoài 40, còn phong độ lịch lãm như thế này mà sống với vợ tôi như một ông lão ngoài 70 vậy. Nhiều khi tính vợ như vậy, tôi ngại chẳng bảo anh em qua nhà chơi, mà các ông ấy cũng không muốn lại gần vợ tôi, vì mấy lần tiếp xúc đã khiếp quá rồi. Trước đây tôi không nghĩ xa xăm đến hoàn cảnh bây giờ. Đúng là vợ tôi chăm chỉ vun vén cho gia đình là cái tốt, nhưng vợ tôi không ở cùng lứa tuổi của tôi, nên chẳng thể nào hiểu được lối sống với suy nghĩ của tôi cả. Chỉ luôn muốn bắt tôi phải theo ý bà ấy thì mới chịu. Quý vị thân mến, tình trạng khi lấy vợ già gặp phải người bủn xỉn keo kiệt là rất nhiều. Bởi ở độ tuổi đó đã trải qua những giai đoạn ăn chơi, hưởng thụ và trải qua nhiều những sóng gió, khó khăn. Chính vì thế, những người vợ già thường sẽ chặt chẽ, kỹ tính trong khoản tài chính hơn người chồng trẻ của mình. Khi ở trong hoàn cảnh đó, những người chồng trẻ sẽ khó mà thích nghi và hòa hợp được với người vợ hơn tuổi của mình. Hai người ở hai độ tuổi khác nhau, chính vì vậy lối sống và suy nghĩ cũng khác nhau. Khoảng cách càng lớn thì sự chênh lệch càng nhiều. Giữa hai vợ chồng càng cách xa nhau về suy nghĩ, dần dần cuộc hôn nhân đi vào bế tắc. Câu chuyện thứ hai. Chồng chán ngán than trời vì vợ già rách việc. Lần đầu tiên gặp bà Nhung, 51 tuổi, Hà Nội, cũng là ngày mà anh Đăng, 38 tuổi, Thọ Xuân, Thanh Hóa nghĩ rằng mình đã tìm thấy một nửa hạnh phúc của mình. Anh Đăng tâm sự, anh sinh ra ở một vùng quê nghèo khó, lên Hà Nội học tập, rồi lập nghiệp, nên mọi mối quan tâm của anh đều dành cho công việc. Đến tuổi 28, bằng sự nỗ lực hết mình của mình, anh Đăng đã đạt được một vị trí đáng nể trong sự nghiệp. Nhưng cũng chính bởi vì thế mà chuyện tình cảm của anh không được xuôi chèo mát mái. Khi còn học đại học, anh Đăng cũng đã từng có một mối tình với người bạn gái cùng lớp. Thế nhưng sau khi ra trường, khi anh Đăng còn đang vất vả, chạy đôn chạy đáo tìm chỗ xin việc và sống quãng thời gian khó khăn, thì bạn gái anh lại chia tay để lấy một người chồng giàu có hơn. Từ đó, anh Đăng không có thêm bất cứ mối tình nào khác. Khi anh Đăng bắt đầu chạm tay đến thành công trong cuộc sống, cũng có nhiều cô gái trẻ đẹp đến với anh. Song anh Đăng nói, dường như mình đã chai sạn nên không có bất cứ một cảm xúc nào. Mọi thứ chỉ thay đổi khi anh gặp bà Nhung. Bà Nhung là đối tác làm ăn của công ty anh Đăng. Anh gặp bà ấy trong một buổi bàn chuyện công việc. Gần như ngay lập tức, anh Đăng bị thu hút bởi vẻ đàn bà hết sức đằm thắm, ngọt ngào của người phụ nữ trước mặt mình. Cách nói chuyện, dáng điệu, cử chỉ của bà Nhung đều toát lên sự thanh lịch, nữ tính, vừa dịu dàng vừa lôi cuốn, dù bà không sở hữu một ngoại hình sắc nước hương trời. Bị thu hút, anh Đăng bắt đầu tìm hiểu về bà và khá ngỡ ngàng khi người con gái bé nhỏ ấy đã ly hôn chồng cách đây 5 năm. Mặc dù biết bà Nhung hơn tuổi, nhưng do lòng đã quyết nên anh Đăng vẫn bắt đầu cuộc tổng tấn công, chinh phục người phụ nữ lớn tuổi ấy. Những tiếng chị em dần được thay thế bằng cách gọi tên thân mật.
dường như bà Nhung cũng ưng bụng với chàng trai xứ Thanh. Ngày cưới, ai cũng bảo anh Đăng là tốt số bởi lấy được một người phụ nữ gần như toàn vẹn. Đến cả bố mẹ anh Đăng vốn khắt khe và có phần cổ hủ, nhưng vẫn không giấu nổi niềm hạnh phúc, tự hào về người vợ hơn tuổi của con trai mình. Sau hôn lễ, quãng thời gian đầu trong cuộc sống hôn nhân, anh Đăng ngập tràn với niềm hạnh phúc bởi tình yêu cũng như sự quan tâm chăm sóc của người vợ lớn tuổi dành cho mình. Bà Nhung dù rất bận rộn với công việc ở công ty, nhưng vẫn hết sức chu toàn việc nhà. Từng bữa ăn, giấc ngủ của anh Đăng đều được bà Nhung lo lắng chuẩn bị. Anh Đăng nói rằng mình đã sống như ngày ấy với cảm giác lâng lâng vì thứ hạnh phúc anh nghĩ mình khó có thể có được. Và khi đó, đi đâu anh cũng ca ngợi về người vợ già của mình bằng mọi lời hay, ý đẹp nhất. Anh luôn nghĩ sự đằm thắm của người phụ nữ mà anh đang có hơn tất cả vẻ ngoài xinh đẹp của những cô gái trẻ trung đã từng vây quanh anh. Thế nhưng rất nhanh, một thời gian sau đó, anh Đăng bắt đầu nếm trải những cảm xúc khác từ sự chăm bẵm của người vợ lớn tuổi hơn mình. Anh Đăng tâm sự, bà Nhung rất quan tâm đến chồng, song dần dà mọi thứ bắt đầu trở nên thái quá. Vẫn biết rằng đồ ăn ở ngoài bây giờ không đảm bảo, nhưng do hoàn cảnh và vị trí công việc, anh vẫn buộc phải ăn bên ngoài hay nhậu nhẹt với bạn bè, đối tác. Tuy nhiên, với bà Nhung thì không có hoàn cảnh hay trường hợp ngoại lệ nào hết. Cứ mỗi lần anh Đăng đi ăn ở bên ngoài là y rằng khi về nhà, anh sẽ nhận được một bài chất vấn của vợ về việc anh đã ăn những món gì ở quán nào. Rồi ngay sau đó, bà Nhung sẽ phân tích cho anh sự độc hại của những đồ ăn đó. Nào thì không đảm bảo vệ sinh, đồ thừa chế biến lại, sử dụng hóa chất, rất dễ mắc bệnh. Những lời phân tích đó, anh Đăng như thuộc lòng sau một thời gian vợ liên tục lặp lại. Sau đó, tất nhiên, anh Đăng sẽ được vợ ép ăn thêm các món ăn do chị đã chuẩn bị để bổ sung dinh dưỡng cũng như thải độc cho cơ thể. Bà Nhung thường dặn dò anh Đăng phải tìm mọi cách để tránh các cuộc ăn uống ở bên ngoài. Bà còn bày mưu cho anh là nếu có phải ăn thì hãy cố gắng ăn thật ít thôi vì về ăn đồ ăn do em nấu. Tất nhiên, để đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh ăn uống cho chồng, bà Nhung luôn chuẩn bị cơm hộp cho chồng mang đến cơ quan. Thời gian đầu, anh Đăng phải bào chữa với đồng nghiệp là do mình đang bị dạ dày, cần ăn uống cẩn thận. Sau rồi, anh viện thêm cái cớ tiết kiệm vì kinh tế đang khó khăn. Nhưng tần suất 6 bữa trưa trên tuần cơm hộp vợ chuẩn bị khiến anh Đăng như phát điên. Có những lần muốn cùng nhân viên đi ăn cũng khó, bởi mà mang cơm về thì vợ sẽ cằn nhằn, còn bỏ đi thì thấy có tội với đồ ăn và công sức của vợ. Đã vậy, cứ đến buổi trưa, bà sẽ gọi điện thoại nhắc nhở anh về việc ăn cơm trưa, uống nước rồi ngủ nghỉ như thế nào. Thành ra, cứ vào buổi trưa, sắp giờ cơm là các nhân viên của anh Đăng lại nhí nháy nhau khi nghe thấy điện thoại của sếp reo lên. Đôi lần, anh Đăng nghe được các nhân viên thì thào. Vợ già lại nhắc ăn cơm kìa. Ngoài chuyện ăn uống, bà Nhung còn giám sát chặt chẽ đến quần áo cũng như vệ sinh cá nhân của anh Đăng. Từ cái áo anh mặc, cách sắn tay, cách bẻ cổ hay thậm chí là chuyện đánh răng. Có lần, anh Đăng vội vàng vì trễ giờ nên đóng thủng áo và quần chưa được gọn. Thế là bà Nhung gọi anh lại đóng thủng cho anh. Vừa làm, bà vừa giảng về cách làm thế nào để có thể đóng thủng một cách gọn ghẽ, đẹp mà vẫn nhanh. Nói xong, bà còn lấy tay dí dí vào trán của anh nói, chồng tôi còn trẻ con quá mà. Một thời gian sau, anh Đăng vẫn chưa hết xấu hổ bởi một sự việc liên quan đến vợ mình. Anh Đăng nói, mỗi khi có ai đó nhìn tôi rồi cười là tôi lại chột dạ nghĩ đến việc họ đang nói đến vợ mình. Mà không cười làm sao được chứ khi vợ mình làm đẹp một cách lố lăng đến vậy. Anh Đăng kể, hôm đó là buổi liên hoan nhân dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 của cơ quan. Vì sau đó có dịp nghỉ dài nên cơ quan quyết định tổ chức một bữa tiệc lớn có mời cả người nhà.
Trong phòng mình, anh Đăng được các đồng nghiệp đặc biệt nhắn nhủ là phải nhớ mang theo vợ. Bởi mọi người cũng đều đã nghe đến việc anh Đăng lấy vợ hơn nhiều tuổi, nhưng chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt. Mặc dù rất lo lắng rằng sẽ có chuyện không như ý xảy ra, nhưng biết khó từ chối nên anh Đăng cũng về thông báo với vợ mình. Và rồi, linh cảm của anh Đăng đã trở thành sự thật. Ngày liên hoan, do vẫn phải làm việc nên anh Đăng dặn vợ tự đến nhà hàng. Khi gọi cho vợ, anh không quên nhắc nhở: "Em mặc và trang điểm nhẹ nhàng thôi nhé." Thế nhưng, khi vợ anh đến, anh Đăng vẫn phải choáng váng vì ngoại hình của vợ. Bà Nhung mặc một chiếc váy dài qua đầu gối, màu xanh da trời, trông khá thướt tha. Thế nhưng, phía trên, bà lại mặc một cái áo ngắn màu vàng chanh, que rốn và vòng hai không lấy gì làm thon gọn. Chưa hết, bà còn trang điểm đậm, gắn mi giả dày, cong vút, kèm chiếc băng đô chấm bi hình tai thỏ trên đầu. Bộ móng tay lấp lánh ánh nhũ khiến bà ấy càng trở nên nổi bật hơn. Nhìn vẻ ngoài của vợ, anh Đăng vội chạy lại nói nhỏ: "Sao em ăn mặc thế này?" Thì bà Nhung hồn nhiên nói rõ lớn: "Em thấy đẹp thì mặc, đúng xu hướng bây giờ luôn. Anh đúng là chẳng biết gì về thời trang." Vừa lúc đó, mấy đồng nghiệp trong phòng cũng nhìn thấy bà Nhung đi lại chào hỏi, nên anh Đăng không tiện cự cãi, cũng không thể bảo vợ về thay đồ khác. Nhìn ánh mắt của mọi người nhìn vợ rồi cười khúc khích mà anh Đăng không khỏi nóng mặt. Hôm đó, dường như mọi thành viên trong công ty đều hướng ánh mắt đến bà Nhung, trong khi bà vẫn rất vui vẻ, cười đùa, chạy đi chào hỏi tất cả mọi người. Có đồng nghiệp còn bảo với anh Đăng: "Vợ chú hơi nổi bật và thu hút ánh nhìn đấy, thế mà cứ giấu." Thật sự, giờ anh mới thấy những sự phiền toái khi lấy vợ già là đây. Quý vị ạ, đúng là tuổi tác không ảnh hưởng nhiều đến chuyện hai người tiến tới hôn nhân. Khi yêu, mọi thứ sẽ chỉ có màu hồng và chúng ta luôn thấy những điều ngọt ngào, hạnh phúc nhất thế gian. Thế nhưng khi kết hôn, chúng ta đã có những sự ràng buộc với nhau. Cuộc sống hai người sẽ xoay quanh nhiều thứ, không còn những không gian riêng tư nhiều nữa, thay vào đó là cả hai vợ chồng cùng gắn bó bền chặt. Lúc này, chúng ta mới cảm thấy nhiều vấn đề xảy ra, cảm thấy không thể hòa hợp được với chính người vợ lớn tuổi của mình. Bên cạnh đó, người đời còn nhìn vào và cảm thấy nực cười khi sự khập khiễng quá lớn giữa hai người. Câu chuyện thứ 3: lấy vợ hơn 12 tuổi, bị vợ kiểm soát không rời. Tôi năm nay 50 tuổi, nhiều khi nghĩ lại cuộc hôn nhân với vợ mà tôi thấy chạnh lòng. Ngày trước, khi trò chuyện, tôi có thể cảm nhận được rằng vợ là một người phụ nữ vui vẻ, lạc quan. Sau khi quen nhau, tôi càng đánh giá cao sự nữ tính và hoàn thiện bản thân của cô ấy. Cô ấy từng bị chồng cũ phản bội và ly hôn cách đây 5 năm. Sau khi ly hôn, cô ấy bắt đầu kinh doanh với phần lớn tài sản của chồng cũ. Bằng sự nỗ lực của bản thân, cô ấy mở được một chuỗi thẩm mỹ viện. Tôi ngưỡng mộ sự độc lập và tự hoàn thiện của cô ấy. Có một tình cảm không thể giải thích được dành cho cô ấy. Khi chúng tôi bắt đầu liên lạc nhiều hơn, cô ấy dần trở nên cởi mở. Cô ấy nói mình chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, khi màn đêm buông xuống cũng mong sẽ có một người đàn ông để dựa vào. Tôi đã tỏ tình, cô ấy nhìn tôi dịu dàng rồi đồng ý. Tôi vui lắm, tôi tự hứa với lòng sẽ đối xử tốt với cô ấy sau này. Khi chúng tôi kết hôn, bố mẹ tôi phản đối kịch liệt. Bố mẹ bảo vợ già hơn tôi đến 12 tuổi thì cùng nhau đi hết cuộc đời làm sao được. Vượt qua nhiều trở ngại, chúng tôi mới có được giấy đăng ký kết hôn. Sau khi cưới, tôi dọn về nhà vợ ở. Vợ mua cho tôi xe hơi và lo cho tôi mọi cách có thể. Đôi khi tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của mình rất ngược đời. Người ta chồng lo cho vợ, tôi thì cái gì cũng được vợ lo cho. Cô ấy chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cho tôi mỗi ngày, chỉnh trang quần áo cho tôi vào hôm trước, nhắc nhở tôi bảo vệ sức khỏe hàng ngày,
và cho tôi biết về thời tiết hôm nay nắng mưa thế nào, ngoài đường có kẹt xe không, cập nhật cho tôi đủ loại tin tức. Lúc đầu tôi rất thích, nhưng theo thời gian tôi cảm thấy cuộc sống quá gò bó. Những ngày cuối tuần, nghỉ lễ, vợ đeo bám tôi 24/24, không rời một ly. Dù tôi có làm gì, cô ấy cũng tham gia. Điều đó khiến tôi cảm thấy mất không gian riêng. Đôi khi tôi muốn đi uống với bạn bè, nhưng rồi buộc phải hủy bỏ. Tôi nghĩ cô ấy giống mẹ tôi hơn là vợ. Tôi cứ như một thằng con to xác của cô ấy, được nuông chiều và chăm sóc, nhưng tôi rất chán nản và khó có thể chịu đựng được sự nhiệt tình quá mức của vợ dành cho mình. Mấy lần bạn rủ đi nhậu mà tôi từ chối, tôi đã bị chúng nó nói rằng không thể sống thiếu bà vợ già giàu có. Trong khi tôi bây giờ lại cảm thấy ghen tị với cuộc sống tự do, dù không có cơm ăn áo mặc. Để cân bằng tâm trí, tôi xin làm thêm giờ. Tôi chăm chỉ tham gia nhiều dự án hơn để có thu nhập cao hơn và có nhiều thời gian hơn cho riêng mình. Nhưng lần này, rắc rối của tôi đã đến. Vợ luôn phàn nàn khi tôi không thể đi cùng cô ấy, và thậm chí, mỗi khi tôi làm thêm về, cô ấy ngửi quần áo của tôi, kiểm tra điện thoại di động của tôi. Tôi biết vợ mình từng bị phản bội, và trong tim cô ấy ghi một nỗi đau nên không tin tưởng tôi là điều dễ hiểu. Nhưng cô ấy càng ngày càng quá đáng. Một lần, tôi nhận được cuộc gọi từ một nữ đồng nghiệp. Cô ấy nghe thấy tiếng phụ nữ nói chuyện với tôi thì liền giật lấy điện thoại, chửi đồng nghiệp của tôi, khiến tôi rất xấu hổ. Tôi đã giải thích nhưng vợ không chịu nghe. Thay vào đó, cô ấy phàn nàn rằng tôi không thể cho cô ấy cảm giác an toàn, còn nói rất thất vọng về tôi. Tôi biết cô ấy lén cài định vị vào điện thoại của tôi, còn cài cả máy nghe lén trong xe tôi nữa. Tôi rất muốn phản ứng, nhưng thật lòng không nỡ từ bỏ cuộc hôn nhân này. Tôi vẫn yêu vợ, nhưng giá như cô ấy có thể cho tôi chút tự do, chút tin tưởng để tôi chứng minh cho cô ấy thấy là tôi yêu cô ấy. Thưa quý vị, có những người vì quá yêu mà sợ mất, vì từng tổn thương mà sợ bị mang ra làm trò cười một lần nữa. Họ sống trong tình trạng cảnh giác cao độ và vô tình làm hỏng chính mối quan hệ lẽ ra sẽ trở nên rất tốt đẹp của mình. Nhất là những người phụ nữ lớn tuổi, họ sẽ trở nên nhạy cảm và đa nghi hơn bao giờ hết. Bởi vì chồng lại trẻ hơn mình nhiều tuổi, thế nên những người vợ già thường hay lo sợ một ngày nào đó chồng mình sẽ bị những cô gái trẻ trung hơn quyến rũ. Đây là trường hợp điển hình của các cặp vợ già chồng trẻ. Sự quản lý chặt chẽ của người vợ sẽ khiến người chồng cảm thấy mình không giống trụ cột gia đình, mất đi tiếng nói, không giống như vợ chồng bình đẳng với nhau nữa, mà giống như những đứa trẻ đang bị mẹ của mình quản lý hàng ngày vậy. Cuộc hôn nhân như vậy, về lâu về dài sẽ rất bí bách và ngột ngạt. Quan niệm tình yêu không phân biệt tuổi tác đã trở thành bà mối cho rất nhiều cặp đôi chồng trẻ vợ già trong xã hội hiện nay. Không còn bị nhìn nhận, đánh giá một cách quá khắt khe, nhiều phi công trẻ đã mạnh dạn chọn lựa máy bay bà già để vun đắp hạnh phúc lứa đôi của mình. Với một niềm tin về sự gắn kết hoàn hảo, song trên thực tế, sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân, những vết dạn trong tình cảm chồng trẻ vợ già dễ phát lộ bởi chính sự chênh lệch tuổi tác, quan niệm sống khiến không ít ông chồng trẻ phải đau đầu vì sự lựa chọn của mình. Chính vì vậy, đàn ông khôn ngoan, đừng dại mà lấy vợ già quý vị nhé. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Hương Khói. Khói bếp bay vô mắt bà, thứ mùi khói thơm thơm khiến người ta hỏng khóc mà sốn con mắt. Bà Hai Bông buông chén cơm còn hơn nửa xuống mâm, gác đuôi đũa lên rồi bước sang bộ ván trà, kéo cái bình tích hãm khổ qua rót ra ly, uống từng ngụm nhỏ. Cơm canh vợ Hai Sơn nấu ngon lành, hợp khẩu vị bà với món canh chua tép bông so đũa, với cá bông lau kho tổ mà miệng bà hôm nay như nhai rơm đắng, nuốt hỏng vô.
từ chiều qua tới giờ, lòng bà nóng như có lửa. Thằng Ba Khía lắc lắc cái đầu, ngăn bà nó đang định cất tiếng cằn nhằn, bà lại bỏ bữa, bà thấy hết. Bà biết sự bồn chồn khiến bà ăn không ngon miệng, ngủ không ngon giấc, làm cả nhà buồn lây. Nhưng biết làm sao khi bà thương con Thủy còn mắc kẹt trên thành phố. Mấy ngày quanh ấp, con cái cháu chắt người ta về đủ, chỉ có nhà bà. Tất cả tại anh em nó, đứa nào cũng cố chấp mà thành dứt mẹ, không thèm dòm mặt nhau gần chục năm trời. Ở tuổi 70 như bà, còn gì đáng buồn hơn chứ? Bà với chiếc quạt mo cau cuối giường, tiện tay lật đầu chiếu, lấy ra tấm hình gia đình con gái bà chụp bữa Tết. Thằng con rể bà bản tính lầm lì ít nói, bữa đó cười toe toét khi với được cả chùm vú sữa chín nứt bà giữ để dành cho nhà nó. Hai đứa nhỏ cười ngoác mang tai, ăn vú sữa mà như đang thưởng thức sơn hào hải vị. Con gái bà ngời ngời hạnh phúc, mắt bà cay cay, bà nhớ tụi nó quá, mà bà cũng ngại nên đâu dám ỉ ôi kêu tụi nó về. Bà ngại cái nhà tắm gác lá rửa nước, có bể nước giếng chưa lọc khiến tụi nó ngại tắm. Bà ngại mâm cơm gia đình, dọn ra mía hiên, chiều nước lên gió ngược đồng, ruồi vo ve khiến bọn nhỏ sợ. Bà ngại ngần nhiều thứ lắm mà bà giữ trong lòng. Nỗi nhớ với nỗi ngại ngần cứ sâu xé khiến bà ăn ngủ không yên. Thằng Ba Khía ồ ồ với cha nó ở nhà ngoài, bà nghe tiếng được tiếng không nhưng vẫn hiểu hết ý thằng nhỏ. Cái thằng lanh khôn, rắn giỏi, sáng trí y như cô nó. Không có nó hiểu ý bà, không có con Bân lúc nào cũng tò tò một tiếng nội ơi, hai tiếng nội ơi với bà thì bà chẳng thèm dòm thằng cha chúng rồi. Sao mà nó có hai đứa con y chang ông bà? Có tuổi nhỏ vậy mà nó cố chấp không chịu hiểu lòng bà chứ. Cái quạt mo cau cứ đập phành phạch vô đầu gối dù bà không thấy nực. Bà nghe tiếng tivi nhà ngoài đang hát tuồng Hương Cau Quê Ngoại. Giọng Lệ Thủy như vút ve gan ruột bà dù bà chập chờn vô giấc ngủ mỏi mệt. Hai Sơn ngồi bệt trên thân cây dừa đuông phá mới đốn mé ao. Tiếng côn trùng đón mưa lớn hơn thường khi, lâu lâu có tiếng búng nước mé bìa trồng môn của lũ chàng hưu. Mới mưa có hai cơn mà đám môn tốt ngó môn nấu cháo bò bằm, thêm xíu mắm ruốc lúc còn bốc khói là món con Thủy khoái nhất. Mỗi lần về, thế nào nó cũng nhắc rồi nuốt nước miếng, làm như ở phố nó đói dữ lắm, làm như ở trển hỏng có thứ đặc sản nào qua được cái món quê mùa đó. Anh nhớ cái năm nó đậu thứ nhì trường ngoại thương, má mừng hết lớn, kêu hạ con heo thịt tính chờ dỗ ba làm cơm mừng nó. Lúc đó, con nhỏ gạt đi, đòi anh hai nấu món cháo môn thịt bò mà phải có đuôi bò hầm chung. Nó đã ăn nổi cháo đó trong 2 ngày trời. Nói để cho ngán đi, cho mỗi khi nhắc tới cháo môn bò bằm, nó sẽ không còn thèm thuồng nữa trong 5 năm đi học. Anh thừa biết, nó muốn giữ bằng được con heo để làm dỗ ba mà không để má và anh áy náy. Nó đi Sài Gòn, biển biệt thân gái quê mới lớn trên đó mà hổng hiểu anh hai nó vừa thương nó vất vả, vừa lo nó không được an toàn, vừa xót nó cực khổ đi mần gia sư, rồi làm bưng bê quán ăn, tự kiếm tiền học hành sinh hoạt. Làm như nó chê anh quê mùa hổng hay hổng biết mấy ở trển. Cái khổ cực nhịn nhục, nhịn miệng mà mỗi lần về chớp nhoáng, nó toàn lèo mép khoe nó có dư tiền biếu má vậy. Nó kiên quyết không nhận tiền anh đưa, nó nói biết anh thương Tư Xuyến lâu rồi, còn không lo tiết kiệm mà cưới người ta, lỡ ai rảnh mất, đâm ân hận, rồi dẫn má lên chùa ở là nó mất gia đình. Anh đành thua cái tính ngang bướng của nó. Khi nó học năm 3, anh cưới Tư Xuyến, lúc nó học năm cuối, thằng Ba Khía ra đời. Rồi nó đi làm, ở lì trên trển, nằm về đôi lần thì lớp lo quà cho cháu, lớp lo cho má, lo cả tiền sắm lại bộ nữ trang, y bộ nữ trang cưới má đã bán đi làm tang ba. Anh mỗi ngày một tủi thân và thấy có lỗi với nó hơn, lại càng xa nó hơn khi chẳng giúp được gì cho em gái,
rồi cái nhà ba cất đến lúc cần thay đổi. Còn Bần ra đời, cần cái nhà tường chắc chắn thay cho liếp vách. Anh và vợ lẳng lặng vay mượn rồi làm, không có má nói với nó mà không hiểu sao nó lại hay đem tiền về đưa anh trả nợ. Không biết anh ăn phải giống gì mà hôm đó anh la nó thậm tệ. Không rõ do mặc cảm anh không bằng được em gái hay cảm giác có lỗi vì thiếu trách nhiệm với nó nhiều hơn. Con nhỏ bỏ về thành phố sau khi nói đúng một câu. Hai mần nhà này là mần cho cả nhà mình, hai mần cho riêng hai mà chê tiền của tôi. Bộ hai hổng muốn tôi về ở nhà này nữa sao mà làm vậy? Hai ngon thì mần sao cho má vui, chị hai và hai đứa cháu tôi có nhà chắc chắn để ở. Nhưng đừng bắt họ lo vì món nợ thiên hạ. Còn hổng thích cho tôi ở chung thì từ nay tôi hổng về nữa, mai mốt tôi về rước má lên trển với tôi đó. Nó nguầy nguẩy đi, má khóc dữ một trận, buộc anh phải mang số tiền nó đưa đi trả nợ liền. Con nhỏ lanh như quỷ, nó tính sao vừa y nên khi mần nhà xong, anh Thành thơi phơi phới. Lứa heo chúng, anh mua được đồ đạc trong nhà đầy đủ. Cuối năm dỡ vụ cá, lại trúng mùa măng cụt. Anh chấp cơ hội mua thêm miếng ruộng kế miếng ruộng của nhà để cấy đầy hai vụ. Cứ vậy, rồi khi nó dẫn thằng chồng về ra mắt, anh cũng chưa lo được cho nó thứ gì. Vậy nhưng nhà thì không còn thiếu hụt, má khỏe ra và hay cười hơn. Vận tốt không ở lâu, liên tiếp ba vụ cá và heo cùng bệnh dịch ngay lúc bụng nó lùm lùm đứa con đầu. Anh kiên quyết không nhận thêm một đồng nào từ em gái nữa. Có lẽ nó hiểu anh nên không ép mà tìm hướng gỡ cho anh lúc bí bách bằng cách hướng dẫn vay ngân hàng lãi suất thấp và tìm đầu ra trên thành phố bao thầu toàn bộ gà vợ anh nuôi. Nó chỉ cách anh tranh thủ nuôi thỏ và vịt trên vuông vườn. Năm đó, nhờ năng suất cao và các vật nuôi xuất chuồng nhanh, quay vòng liên tục, vợ chồng anh không những trả hết nợ mà còn dư chút ít. Vợ anh một tiếng cô út, má anh một tiếng con thủy, khiến anh càng mặc cảm với em gái hơn. Rồi nó dẫn chồng con về ở thường hơn. Từ đây lòi ra các sự nếp sống quê, phố, giờ trùng trùng khác biệt khiến anh khó chịu. Mấy đứa nhỏ ở phố chân hỏng quen mùi đất, da hỏng quen nước giếng. Nhà nó về là dần dần bữa đầu, bữa sau bí xị. Ngay cả nó cũng không còn quen nếp ở quê nữa. Nó bàn với má và vợ anh xây thêm trái nhà, lắp cái điều hòa, phòng mấy ngày nắng gắt để má và mấy đứa nhỏ nằm ngủ. Tiện xây cái nhà vệ sinh như trên thành phố, dính liền nhà tắm, vòi hoa sen, gắn máy nước nóng, má tắm cho khỏe. Má và vợ anh rất vui, còn anh thì chạnh lòng quá. Phần thì thấy mình thụ động, kém cỏi, phần thì thấy như nó đã không còn là đứa em gái bé bỏng ngày nào. Mấy lời thằng ba khiến nói khi nãy làm anh suy nghĩ. Thằng nhóc hỏi anh có biết nhà trên phố họ mở cửa như thế nào không? Rồi nó tả cho anh rằng chỉ cần cầm tấm nhựa như cái thẻ ngân hàng của vợ anh, quẹt qua miếng kim loại có gắn cái gì kêu cái tít là mở cửa. Còn khi đi ra ngoài, chỉ cần kéo cửa cho phát ra tiếng nhạc là nó tự khóa. Rồi nó hỏi anh về đám giờ mốt hôm anh lên nhà út thủy, thấy xếp một hàng trên bàn. Anh có biết hết cái nào làm gì không? Tổ cha thằng Danh, nó hiểu anh không thể nhớ những thứ cả đời anh chưa từng dở tay thì mẩn chi biết được. Rồi nó hỏi tiếp, ba thấy ba mà ở nhà cô út thì ba có dễ chịu không? Đương nhiên Hai Sơn không thể ở nổi hai ngày bởi anh có quen được cái gì đâu. Bí bách, tù túng và phụ thuộc mấy vật dụng hiện đại như vậy, thả anh về nằm phè bờ ao hay nhảy xuống ao lưới cá còn sướng hơn. Thằng nhóc ma lanh, nó nói mai mốt lên Sài Gòn ở nhà cô út, nó cũng khổ sở vậy đó. Nó cứ chọc ghẹo cha nó tưng tửng mà anh hiểu ra. Em gái anh mười mấy năm ở nơi đó đã quen, chẳng thể bắt nó trở lại như thời anh còn cõng nó lội đìa chụp cá. Hơn nữa, cả chồng và con nó sinh ra ở nơi đó, sao bắt ép tụi nó sống như anh và lũ nhóc nhà anh được.
anh đã quá vô lý rồi. Bước trở vô nhà, ngang chỗ thằng Ba Khía đang coi cải lương với má nó, anh nói nhỏ. Chạy qua bác Tám nè, kêu ổng qua đây liền để ba bàn chuyện. Quay qua vợ, anh nói, Sài Gòn giờ đang giãn cách, ai ở yên đó, mình điện cho con út, nói chừng nào hết đợt giãn cách, vợ chồng nó đưa mấy đứa nhỏ về liền cho má an tâm. Trong khi chờ tới ngày đó thì nhắn nó chịu khó gọi cho má mỗi ngày. Ngay giờ ha mình, trễ rồi, hay để mơi đi. Với lại không dừng kêu cổ về mà nhà mình thì... Tôi biểu thì làm đi, gọi liền, không nó ở trễn ngày nào má lo ngày đó. Kêu nó không có mua bán chi hết, tiếp xúc đâu an toàn nữa. Dưới này món gì nó cần cũng có hết, thiếu gì cứ nhắn vợ chồng mình gửi lên. Dạ, em gọi liền, mà sao mình không hỏi cho cổ, bộ mình mắc cỡ hả? Mắc chi mà mắc, giờ tôi phải gặp Tám Nè, kêu ổng xây cái nhà vệ sinh, sẵn Út Thủy về thì coi ý cất sao để nó quyết. Ba Khía, thôi lấy xe chở ba đi gặp bác Tám cho lẹ. Từ Xuyến cười hinh hích, thằng Ba Khía nháy mắt với má nó, rồi ra theo ba. Cả hai mẹ con đều biết, hai Sơn cố chấp y như trái quất già. Khi chưa đủ chín, cố đập cũng hỏng rụng, mà khi chín rồi tự rơi ào ào. Có cái vỏ ngoài xù xì xấu xí mà cái ruột mềm xèo ai nào cũng ra. Hai má con bàn nhau, thích ba nó đúng lúc bà nội buồn lo dịch COVID-19 đã lan tới Sài Gòn. Lúc này là lúc thích hợp nhất để ba nó làm hòa với cô Út. Là lúc hai cái đầu cùng cứng y chang nhau trở lại như hòa như xưa. Tiếng đào đất thụp thụp làm bà hai bông tỉnh hẳn. Chàng ơi, mới cớ 4 giờ sáng mà đứa nào đã động thổ ngay kế buồng bà. Đèn bên ngoài hắt vô, lố nhố bóng mấy đứa đàn ông mình trần, rồi tiếng thằng hai dồn dang. Anh Tám coi kỹ thuật cho chắc hen. Tính cho kỹ để khi nối tường phòng má tôi ra là cái toilet nằm giữa hai phòng và tính cái mé tường nào lắp máy lạnh hợp lý nhất. Trời ơi, bà nằm mơ cũng hỏng nghĩ, thằng con cứng đầu lại lên cơn mần cái nhà một như vậy. Bà không khóc mà nước mắt cứ trào ra, đúng là trời sinh tánh. May mà nó còn biết câu máu mủ, biết dọn cái tự ái cao như núi y chang cha nó hồi xưa là bà mừng. Mới hửng sáng mà con Xuyến đã trộn rộn bếp núc. Thấy bà ra, con Bẩn cười ngoác tận tai, chỉ tay ra vạt dừa bên hông vườn. Cha nó đang khèo dừa khô, nghe đầu để gói bánh dừa gửi lên cho cô Út. Bởi bữa gọi điện cho cô, bà nội cứ chẹp miệng. Tội nghiệp con nhỏ than thèm đủ thứ, thèm từ cái bánh dừa quê mình. Bà hai bông cứ như đang mơ, bệnh dịch như đang xa lắm. Lòng bà đang mong ngóng giờ phút đón gia đình con gái về sau mùa dịch bệnh. Nắng đã lên cao, bà giục con Bẩn vô phòng, lôi mấy bộ bà ba cũ của anh em nó ra soạn lại. Cỡ hai đứa cháu ngoại bà, giờ bằng y hai đứa cháu nội, hồi đứa 10, đứa 8 tuổi. Mặc bộ đồ này, rồi 4 đứa thoải mái mà lội đìa bắt cá, leo cây. Đợt dịch này, tranh thủ cho hai đứa nhỏ Sài Gòn quen với đất, với vườn, cho tụi nhỏ biết nhớ gốc gác nguồn cội quê hương. Khói bếp bay vô mắt bà, thứ mùi khói thơm thơm khiến người ta hồng khóc mà xốn con mắt. Mùi khói rơm đó, con gái bà lần nào điện về cũng nhắc. Má ơi, con thèm mùi khói rơm trong cơm của má, nhớ má quá à, má ơi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.